thể nói là với cuộc sống hiện đại ngày nay, cái thú vui mà ngồi thưởng trà hoặc là ăn bánh, các bạn nghĩ nó xa xỉ. Chúng ta sẽ uống trà sữa. Chúng ta sẽ take away cà phê ha. Chúng ta sẽ uống những cái thức uống mà nó linh động với lại cái cuộc sống hiện đại ngày nay. Nhưng mà hôm bữa Thông Nguyên có vào trong cái quán cà phê và rất khá là ngạc nhiên khi thấy một nhóm bạn trẻ ngồi đó, thì các bạn đấy cũng để những cái bánh, nhưng mà Thông Nguyên không biết cái thương hiệu là cái gì, thì mới kêu một cái bình trà gừng ra. Và mỗi một người sẽ thưởng trà, không phải hưởng trà đạo như là của Nhật Bản, mà các bạn thưởng trà đúng cách, rằng là vừa nói chuyện, vừa Vừa nhâm nhâm nhi nhi tất trà, cả vừa đúng ăn không? bánh. Mình nói ủa Trung Thu tới rồi hả, hay tới thì mình thấy à, thì ra là ở thành phố Hồ Chí Minh này, nhưng mà gọi thân thương quen thuộc của chúng ta là Sài Gòn. Nó lại có những cái thú vui mà mỗi người sẽ là một cái tiếp đặc trưng, người thì rất hiện đại, người thì hoài cổ, người thì ngây thơ, người thì handmade, người thì vintage, vân vân, rất là nhiều thứ. Và Thông Nguyên nghĩ rằng là nên duy trì cái thói quen nhâm nhi trà và ăn bánh, như vậy nó sẽ làm cho cuộc sống mình chậm lại, Đúng chúng ta rồi. thưởng thức được cái dư vị của cuộc đời này. Chứ còn ăn nhanh quá, ăn vội, ăn vã rồi xong, Thông Nguyên thấy nó không còn là thưởng thức nữa, mà như là nhưng mà như là Thông Nguyên hay mời bạn mình đó, ăn đi cho đời bớt khổ béo bổ gì đâu. Nguyên nhân dẫn đến đau bao tử là do Như ăn vậy mà không ăn từ từ đó như đó. Thông Nguyên. Thật ra thì khi mà chia sẻ về cái cảnh mà nhâm nhi uống trà nè rồi ăn bánh thì nó làm cho Linh An bị ám ám ảnh về cái thời phục hưng của châu Âu á, hoặc là những cái cảnh của châu Âu ngày xưa, bị thích vô cùng luôn. Thì cái việc mà một cái người quý tộc rồi ngồi nhâm nhi chén trà, bên cạnh là những cái chiếc bánh quy nho nhỏ hay là một vài lát bánh kem, thì có lẽ từ xưa đã được xem là cách thưởng thức của giới quý tộc Anh rồi. Và chỉ có vua chúa, nữ hoàng hay là những cái người quý tộc như Linh Đan vừa có chia sẻ thì mới có được cái thú vui nhàn nhã này. Bởi vì cuộc sống họ sung sướng quá rồi, họ sung túc quá rồi, họ không phải cơm áo gạo tiền nữa, cho nên họ mới có đủ cái thời gian để làm những cái chuyện như vậy. Tuy nhiên, phải đến khi mà các món bánh trà xuất hiện trong những khách sạn, nhà hàng hạng sang thì nhiều người mới có phần nào khái niệm về một bữa trà chuẩn cho mình mà theo đúng phong cách của nước Anh. Thực tế thì rõ ràng là cuộc sống của chúng ta ai cũng bận rộn, và cái chuyện cơm áo gạo tiền nó làm cho mình cảm thấy là vật Mệt vã với mỏi cuộc vật đời, vả thì cái mệt mỏi thiệt á, mỗi tháng ngân hàng đòi nợ gì nè, cho nghe rồi nói chung là đủ thứ hết, làm cho cái chuyện mà mình ngồi ăn bánh nhâm nhi uống trà để nhìn cuộc đời đi qua, nhìn dòng người đi lại đó, chắc chỉ có người già mới làm ai vậy bậy thôi. bậy bậy nha. Thảo Không Nguyên có. vẫn là bị cơm áo gạo tiền nó điều khiển, nhưng mà thỉnh thoảng Thảo Nguyên vẫn dành cho mình một cái góc nhỏ Chính xác là ngồi như vậy, nhâm phải nhi như vậy, tà cân bằng lại trà cuộc sống đúng đúng. Thực tế đàn thì đây đạo. là cái ý mà Ngọc Hương muốn chia sẻ đó, dẫu là cuộc sống của chúng ta có quá nhiều những cái nỗi lo đi, nhưng mà thực tế thì vì nhiều khi chúng ta lo hoài cũng không có giải quyết được gì hết á. Đúng Chúng ta rồi. đã cố gắng mỗi ngày rồi thì chúng ta ít nhất dành cho mình một buổi đi để ngồi uống trà ăn bánh, nhìn ngắm nghĩ, nói chung là chúng ta Nhưng mà sẽ nhớ suy rủ tư bạn hơn. qua nhanh, Thảo À, Nguyên, Thảo nên là hiện nay cái Nguyên. thú vui tao nhã mà ăn bánh uống trà đã trở nên cũng khá là phổ biến, Rồi, đặc không biệt phải là chỉ quý tộc mới đúng, có mà thể cũng có không khả phải là năng. những người lớn tuổi nữa, các bạn trẻ hiện nay và ai cũng có thể thực hiện được điều này. Và Ngọc Phương đang có một cái suy nghĩ là những cái bác nông dân hay là những cái anh thợ hồ đi Ôi mà thấy dành vậy được một mà. cái buổi ha, ngồi uống trà thay vì uống bia uống rượu nhậu nhẹt thì ngồi uống trà ăn bánh, nhiều khi cũng khá là thú vị đó chứ. Có một cái Có nét tiếng cười văn Thông Nguyên hóa, có kìa. một cái nét văn hóa Linh đang rất là thích của người Bắc, đó chính là có những cái hàng trà bên lề đường á, rồi vài thanh kẹo thôi chứ cũng không phải là bánh trái gì cao cấp hết, nhưng mà nếu mình có điều kiện thì mình vẫn có thể mua bánh ngon mình ăn đó. Có những họ, mặc dù họ nha, ở mọi tầng lớp thì như thế nào đi chăng nữa, ở những cái giờ nghỉ giữa trưa hoặc là những cái buổi sáng sớm đi làm sớm, họ vẫn ngồi uống trà và thưởng thức để nhìn cuộc đời trôi qua như vậy. Phần nào mình lấy lại cân bằng cho cuộc sống. Nếu như bữa nãy Thông Nguyên có nói rằng là cà phê mà take away dành cho những cái người mà bận rộn quá, Quá họ bận không có rộn. thời gian, họ ngừng một cái là họ đi ngay. Mà hiện nay thì những cái cửa hàng nó đang rất là thịnh hành, rồi mang vội vã cái nhịp sống hiện đại làm cho chúng ta cũng cảm thấy hối hả theo. Còn nếu như mà chúng ta nói về tách cà phê kiểu Ý á, thì nó sẽ mang một cái vẻ xa hoa rất là Âu và phảng phất sự từng trải. Ly cà phê phin ở trong cái quán vỉa hè thì nó lại mang cái phong cách của sự chiêm nghiệm cuộc sống này. Thường nhật thì khi mà chúng ta thưởng thức bánh á, thì quý vị chúng ta mặc định luôn, nó chỉ rơi vào cái dịp đặc biệt, đó là mùng 1 Tết, mùng 2 Tết chúng ta mình đãi khách, khách đến nhà, hoặc là Trung Thu. Chứ còn ngày thường thì ai cũng vội vã, trời ơi, đâu có thời gian đâu rảnh mà ngồi nhâm nhi. Nhưng thật ra khi mà chúng tôi gửi đến quý vị ở cái chuyên mục này, chúng tôi rất mong ngày mai quý vị chúng ta thử một buổi sáng mình dậy sớm, mình chạy thể dục xong ở trong công viên, rồi mình ngồi mình nhâm nhi một tách trà với những cái người bạn cùng với mình á, thì cái cuộc sống này nó thi vị vô cùng. Đúng rồi.
Và mình thấy uống trà, ăn bánh không phải là để mà lấp đầy bao tử đâu đúng không? Không có ai ngồi uống trà, ăn bánh cho no bao giờ hết. Thực ra là nó chỉ thực sự dành cho những người mà biết được giá trị của ly trà, của cái bánh, nhâm nhi một vài miếng bánh và ăn một vài miếng bánh thôi. Và thực ra là cái thú mà thưởng trà bánh này nó cũng không dành cho những ai sống vội, gấp gáp. Nó chỉ thích hợp cho những ai mà thực sự muốn tìm được những cái giây phút thư thái, an nhiên, muốn cân bằng lại cuộc sống của mình sau những giây phút quá vật vã, quá là bận rộn với cuộc sống thường nhật. Thì có lẽ là đó cũng là một cách để mình học tập được cái tính kiên nhẫn khi mà thưởng trà ăn bánh. Đúng rồi, mình cầm một cái tách trà, ăn vài cái miếng bánh để mình ngẫm chuyện đời, chuyện người và đôi khi là chiêm nghiệm cái cuộc sống của chính mình nữa. Tự đối thoại với bản thân là đôi khi cũng thấy rất là hay. Có thể nói ăn bánh thưởng trà giờ đây đã trở thành một thú vui tao nhã của nhiều bạn trẻ. Giới trẻ giờ đây tuy là thích xê dịch, thích tìm kiếm những cái điều mới mẻ để cuộc sống thêm màu sắc và những cái trải nghiệm đáng nhớ. Trà bánh cũng giống như vậy, đó cũng là một trải nghiệm có phần hoài cổ. Nhưng mà chỉ những biết ai mà biết ngồi lại, nhìn nhận giá trị của nó, chúng ta sẽ thấy là đúng là cuộc sống của mình vật vã, bận rộn gì đó. Một cái buổi thưởng trà bánh cũng làm cho mình thấy thoải mái hơn. Và chúng ta cũng gần như là tìm được cái sự an yên, dù ít ỏi thôi, nhưng mà rất là quan trọng trong cuộc đời của mình. Hãy trân trọng khoảnh khắc của đời mình. Nếu như mà chúng ta yêu thích trà bánh và muốn nắm bắt được cái loại bánh thưởng thức cùng với lại loại trà ngon nhất thì ai cũng muốn hết. Nhưng mà cái này phải chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Chứ nhiều khi mình đã dành thời gian rồi uống trà chẳng ra gì, bánh dở thì chết luôn. Mình sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi. Thì bây giờ như thế này, chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị một cái loại bánh mà hiện tại bây giờ đang được rất nhiều mọi người yêu thích. Không chỉ là trẻ nhỏ mà người lớn cũng thích và ngay cả cái lứa tuổi của Thảo Nguyên cũng sẽ rất là thích. Đó chính là loại bánh Pepperidge Farm, là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những lúc mà chúng ta đi làm ở trong văn phòng, chúng ta đi làm ở bên ngoài, đói bụng thì mình có thể mang theo. Rồi buổi tối có thể hàn huyên tâm sự cùng với gia đình của mình thì chúng ta ăn bánh Pepperidge Farm rất là ngon. Đúng rồi, Thảo Nguyên với Ngọc Hương biết không, có một cái khoảng thời gian Linh đang bị stress, bị trầm cảm và cũng không hiểu lý do tại sao, thì có một người chị mới nói là tại vì em đi làm nhiều quá em không dành thời gian cho bản thân của mình. Thế là chị mới lấy một cái ly trà ra đó, rồi mỗi sáng ngồi uống ly trà giống chị vậy nè, nhìn lại xem lại ngày hôm qua mình đã làm được gì, rồi sắp tới mình làm gì, mình có thích cái công việc mình đang làm hay không, thì mới lấy cái ly trà ra uống thử thấy trà chát quá. Trà không, đắng quá, đúng chát rồi quá, đúng không đó. Nhưng thì lúc sau đó là ngọt tiện có cái bánh trên bàn. Lấy ra thế là vừa uống trà vừa nhâm nhi cái bánh như thế này. Nên An còn nhớ là cái bánh đó hình là hình con hươu cao cổ hay hình con ngựa gì đó, không có nhớ rõ lắm. Nhưng mà tự nhiên cái mình lấy cái bánh ra nó bể mất rồi. Đó, nhấm một cái miếng bánh trong miệng mình như vậy thì mình thấy cái vị trà giống như Thảo Nguyên vừa nói, mình đang tập mà, cho nên là có vị trắng đắng hay là chát mình cũng đi qua được cái cơn đắng chát đó để mà mình tìm tới cái hậu của ly trà. Đó là có một cái vị ngọt rất là thanh dịu cổ họng. Thì nhân đây thì chúng tôi cũng được chia sẻ luôn, thì với hơn 18 sản phẩm từ bánh quy nướng, bánh kẹp sô-cô-la, bánh cá phô mai, bánh quế, cùng với rất là nhiều mẫu mã từ hộp giấy thông dụng, hộp thiết tròn đến là hộp bánh vuông dập logo sang trọng, thế giới bánh Pepperidge Farm luôn hấp dẫn những người thưởng thức bởi sự lựa chọn phong phú và các dòng bánh ngon hảo hạng. Không khách hàng với nhiều khẩu vị khác nhau, nhưng mà Pepperidge Farm vẫn tự hào đem đến cho quý vị sự hài lòng vì những cái sự đa dạng mà các dòng sản phẩm Pepperidge Farm mang lại. Thì thường những cái giờ ăn nhẹ là những cái giờ mà mọi người cùng sum họp với nhau, quây quần chia sẻ với nhau những câu chuyện trong ngày. Thì mình rất là muốn tìm những cái loại thực phẩm như là trái cây hoặc là bánh đảm bảo chất lượng phù hợp để góp phần tạo nên cái niềm vui trong cái giờ sinh hoạt chung đó. Bánh Pepperidge Farm được nhập khẩu từ Mỹ, là loại bánh mà gia đình mình thường xuyên chọn để mà sử dụng. Khi lựa chọn các sản phẩm bánh hay kẹo cho gia đình thì mình ưu tiên những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, an toàn và chất lượng. Ngoài ra thì cái hương vị của bánh cũng là một yếu tố quan trọng để mình quyết định lựa chọn những sản phẩm nào. Và Pepperidge Farm chính là sự lựa chọn của mình, bởi vì đây là cái thương hiệu bánh quy đến từ Mỹ và cũng là cái thương hiệu bánh quy mà gia đình mình yêu thích nhất. Pepperidge Farm có rất là nhiều dòng sản phẩm khác nhau như là bánh Weber Jasmine, bánh nhân sô-cô-la, các dòng bánh cookie nhân sô-cô-la có các loại hạt, thì mỗi loại bánh phù hợp với các sở thích của thành viên trong gia đình mình.